em đợi bún rồi chị ăn cái gì? Ấy em đợi bùng lọng chi à? Em đợi bùng hay hái chị em ta chúng ta. Ta ta đào ít cổ khoái sẵn ta nướng đi. Trọt chứ bơ phải lắp lại về mẹ biết về cho người đập cho đi à. Ấy thì cho xong ta lắp lại chứ bác. Ấy. Đây. Cổ sẵn thì mẹ cổ khoái. Ấy. Đây. Lắp. Đây. Đó. 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 Chẳng lấy mà ăn cháy đâu. Cháy được. Cứ đá đi. Ôi trời ơi. Đây đây đây. Đây. Đâu. Đâu. Ôi trời ơi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Đập này không may mày đập đâu. Được rồi. Rồi chưa lấy được thẳng. Người lên chị. Quá. Quá đâu không quá. Ấm bồng đi anh. Đây đây đây, để đây được, để đây đây. Để đây là hai đội đi tìm củi đi. Đi tìm củi em được. Rồi, để tắm cái củi đi. Để em đi củi. Tá dụng nhanh 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 mẹ về đi gì coi. Ơi. Chị bữa nào đi. Chị nơi chị à? Chị nơi. Ừ, ngon quá. Ngon quá chị ơi. Chán ấm. Cắt cái chỉnh được không? Thở ấm đi ơi. Gấp ăn cái cầu ní cái đó này. Đỡ em ăn miệng mà gấp chỉ hay ấy. Cái ăn cái khoai lang trở cái tay. Cha thằng ní. Cơ trời ơi bầu chứ. Nói như vậy. Chị ơi, em ăn sẵn rồi em mệt. Sao ấy? Sẵn đủ ăn khoai lá vậy đi. Nghe đau bụng. Đau bụng ăn. Nghe khó chịu. Sẵn đủ ăn khoai lá vậy đi, bập sẵn được. Nghe nghe ăn. Chị này em nói sẵn nó không phải đâu ấy, chị cứ nhủ nói sẵn nó. Sẵn nó sẵn ăn thì gió đợi bụng ấy. Không phải, sẵn nó sẵn chí nó, chị sải thôi, về mẹ đập chết. Đập đi ơi, chưa nghe răng. Em thấy khó chịu quá. Loại bạc, ăn thì nhủ ăn khoái được rồi. Mỹ ngon đó để tôi vay tôi lấy đồ, lấy màu ấy. Đờ rồi. Đờ chứ. Nhưng mà em mới nói chị sẵn nó không phải sẵn ăn thôi, chị cứ bật em ăn rồi. Từ nhé đi, chị tôi muốn ăn khoái được cái bập sẵn được. Chị cũng tạp ăn. Dư tạp. Mỹ Hải tao ăn lại tí. Ừ. Dư rồi đờ chứ. Để tôi đưa về nè. Đờ rồi, về thôi. Về chứ. Về mẹ biết mẹ đập chạy. Mà chị đưa bò về mày tay. Bò chứ Mỹ đi không cần nhiều bò mẹ để quán cá đâu. Bò chị. Chị đưa bò về em bớt cháu ơi, đừng có rủ em bớt sẵn nữa, đợi bông. Đi cho thằng, anh! Đi cho thằng!